để được chứng nhận diệt virus SARS-CoV-2 trong 10 giây, giúp phòng bệnh mùa dịch. Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam sẽ bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine cho người dân từ tuần tới. Lần đầu tiên kết hợp áo dài Việt Nam trên nền vải batik truyền thống của Indonesia. Không thể hồi sinh chiếc máy bay lớn nhất thế giới bị phá hủy tại Ukraine. Điều tra cái chết một thanh niên nghi bị sát hại trong nghĩa trang. Thưa quý vị, từ tuần tới, người dân sẽ bắt đầu được cấp hộ chiếu vaccine COVID-19 với thông tin tương ứng số mũi tiêm đã nhập lên hệ thống tiêm chủng. Hộ chiếu vaccine sẽ được cập nhật trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và PC COVID. Dự kiến đầu tuần tới, Bộ Y tế sẽ tổ chức hội nghị triển khai cấp hộ chiếu vaccine cho tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Bộ Y tế cho biết hiện đã có 1.000 người tiêm vaccine phòng COVID-19 có nhu cầu hộ chiếu vaccine để đi công tác, du lịch được cấp hộ chiếu. Đây là những người đầu tiên ở Việt Nam được cấp hộ chiếu vaccine. Theo Bộ Y tế, qua thí điểm ban đầu cho thấy trình tự cấp theo quy định được ban hành tháng 12 năm 2021 đã đảm bảo thông suốt để cấp chứng nhận tiêm chủng theo định dạng chuẩn quốc tế cho người có nhu cầu. Hộ chiếu vaccine bản chất là chứng nhận tiêm vaccine điện tử. Mỗi người dân sẽ có mã QR giống như mã QR trên ứng dụng PC COVID hiện nay, chỉ khác là sử dụng các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh châu Âu để có thể xác minh thông tin lẫn nhau khi ra nước ngoài. Đến ngày 17 tháng 3, đã có 17 quốc gia chấp nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Kể từ năm 2020, học sinh tốt nghiệp lớp 9 có quyền đăng ký thẳng hệ đào tạo cao đẳng thay vì phải học qua trình độ trung cấp. Đến nay, chương trình đào tạo hệ 9 cộng này đã bắt đầu phát huy hiệu quả, được xem như một giải pháp đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau bậc trung học cơ sở, giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho cả người học và gia đình, đồng thời giải quyết được bài toán thiếu hụt lao động có tay nghề cho xã hội. Sáng học văn hóa, chiều xuống xưởng thực hành nghề, khối lượng học các môn văn hóa cũng được lược bớt để cân đối thời gian ôn thi tốt nghiệp cấp 3 và thời gian thực hành. Trong đây, khi mình học 3 năm thì mình sẽ có 2 bằng, thì nó sẽ rút ngắn thời gian và sau này mình sẽ đi làm nó thuận tiện hơn. Hệ song song thì cả văn hóa và bên nghề, tức là lượng kiến thức nó sẽ ít hơn, là cho các con là có sức khỏe và tinh thần là học cả bên nghề nữa. Đặc biệt, chính sách miễn học phí học nghề đã giúp nhiều em có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục theo học lên cao hơn. Khơi thông mô hình đào tạo 9 cộng còn được xem là chìa khóa để giải quyết tình trạng lãng phí nguồn nhân lực. Các em có được cái thời gian lao động và giúp cho cái nguồn lực lao động của tỉnh cũng như của các doanh nghiệp sử dụng các em ở cái độ tuổi vàng được tốt nhất. Luôn có những cánh cửa mở ra cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Việc lựa chọn học nghề từ sớm sẽ không chỉ giảm bớt áp lực thi cử, mà còn đảm bảo cơ hội việc làm cho học sinh sau khi ra trường. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên đảo có một trường hợp là ngư dân gặp nạn đã được tàu cảnh sát biển hỗ trợ đưa vào đất liền cấp cứu. Nạn nhân là anh Trần Công Thọ, 37 tuổi, ngư dân khai thác hải sản gian đảo. Vào 17 giờ hôm qua, trong lúc đưa cano và thuyền thúng neo trú tránh gió, anh Thọ bị va đập nặng dẫn đến chảy máu trong gan. Nạn nhân được chuyển vào bệnh viện trên đảo cấp cứu nhưng tình trạng xấu đi. Tuy nhiên, do biển động nên đến sáng nay, anh Thọ mới được tàu cá nhỏ chở ra tàu CSB-2014 đang làm nhiệm vụ gần đó để đưa vào đất liền. Sau hơn 2 giờ vượt sóng to gió lớn, tàu cảnh sát biển đã đưa được anh Thọ vào đất liền. Bệnh nhân ngay sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để tiếp tục chữa trị. Đầu tháng 1 năm nay, một lá thư thỉnh nguyện tập thể của câu lạc bộ cano huyện Côn Đảo được gửi đến lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kiến nghị cho phép trùng tu một ngôi mộ trên đảo xa, nhiều năm được đồn đại là nơi linh thiêng, gọi là khu di tích danh thắng Cô Vân Tiên Cảnh tại đảo Hòn Câu. Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa có thông tin trả lời chính thức về vấn đề này. Công văn trả lời của Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo cho biết toàn bộ đảo Hòn Câu đã được xác lập quy hoạch là đất rừng đặc dụng, không có quy hoạch đất tôn giáo tín ngưỡng, và miếu Cô Vân linh thiêng là câu chuyện được dựng lên bởi những người từng được phân công trông coi Hòn Câu vào khoảng năm 1980, hoàn toàn không có thật. Khi xác minh để xử lý đơn, huyện cũng đã làm việc với hai cá nhân được cho là đại diện câu lạc bộ cano đứng đơn thỉnh nguyện, tuy nhiên họ đều khẳng định bị mạo danh và không viết đơn.
Thời gian tới, huyện Côn Đảo sẽ tăng cường theo dõi, xử lý nghiêm những đối tượng tuyên truyền cho khách du lịch những nội dung sai lệch, biến tướng thông tin không đúng với tình hình thực tế của địa phương, khuyến cáo khách du lịch về các thông tin liên quan mộ cô Vân tại Hòn Cầu, đồng thời đề nghị Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo tăng cường công tác quản lý tại Hòn Cầu. Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Tổng lãnh sự quán Indonesia tại thành phố và Bảo tàng áo dài đã tổ chức buổi trình diễn triển lãm với chủ đề Áo dài Batik nơi di sản hội tụ. Đây là lần đầu tiên áo dài Việt Nam kết hợp trên nền vải Batik, chất liệu vải truyền thống của người dân Indonesia. Những tà áo dài Việt thước tha được kết hợp với vải Batik của Indonesia tạo nên một vẻ đẹp mới mẻ. Nghệ nhân hai nước đã giao lưu trao đổi kinh nghiệm để sáng tạo với chất liệu vải đặc biệt này. Đây là lần thứ năm chúng tôi giới thiệu batik đến với Việt Nam, nhưng lần này đặc biệt hơn vì chúng tôi sẽ sử dụng chất liệu này để tạo nên những chiếc áo dài Việt. Hy vọng áo dài Việt cũng sẽ được giới thiệu đến bạn bè toàn thế giới giống như chất liệu batik của Indonesia. Ít có cái trang phục dân tộc nào mà có tính năng động, linh hoạt như áo dài. Những chiếc áo dài Việt Nam được làm từ vải batik còn góp phần hòa quyện hai nền văn hóa Việt Nam và Indonesia, giúp mang áo dài đến gần hơn với bạn bè thế giới. Tôi hy vọng việc kết hợp giữa batik của Indonesia và áo dài của Việt Nam sẽ góp phần duy trì và kết nối những nét văn hóa tốt đẹp giữa hai quốc gia. Dự kiến triển lãm áo dài kết hợp vải batik sẽ kéo dài đến cuối tháng 4 tại Bảo tàng áo dài số 77 Nguyễn Huệ, quận 1. Những phụ tùng xe máy tưởng chừng như bỏ đi đã được thổi hồn vào trở thành các sản phẩm nghệ thuật có giá trị từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng. Mời quý vị đến với xưởng làm việc của anh Nguyễn Tuấn Anh, một nghệ nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Những sản phẩm đa dạng được lắp ráp từ hàng trăm chi tiết của xe máy, xe ô tô hay thậm chí từ máy cắt cỏ. Phải trải qua nhiều công đoạn, từ lên ý tưởng, tạo khung hình, rồi phun sơn hay lắp linh kiện bổ sung, anh Nguyễn Tuấn Anh mới hoàn thành một sản phẩm như thế này. Đầu lập nghiệp thì nó rất là nhiều khó khăn, đó là mình không có tay nghề về cơ khí cũng như là về mỹ thuật nhiều, về cái nguồn vốn mình không có, và một cái lĩnh vực này là một lĩnh vực tay ngang. Nghệ nhân này cho biết anh vừa tự học trên Internet về hình họa mỹ thuật, vừa tham khảo mạng xã hội để nắm bắt xu hướng. Mỗi sản phẩm mất từ 1 đến 2 tháng để làm xong, thậm chí có khi là 3-4 tháng. Trong thời gian sắp tới, anh Tuấn Anh sẽ cho trưng bày các tác phẩm để mọi người cùng ngắm nhìn, đồng thời tiếp tục tạo ra những sản phẩm có kích thước lớn, độ khó cao hơn để tạo dấu ấn, thử thách bản thân. Tiếp theo, trong phần thông tin quốc tế của chương trình, cộng đồng Hồi giáo khắp thế giới bước vào tháng lễ Ramadan. Giải tỏa căng thẳng với lễ hội đấu gối quốc tế tại Toronto, Canada. Thưa quý vị, phi công lái chiếc máy bay lớn nhất thế giới AN-225 Maria cho biết không có hy vọng hồi sinh chiếc máy bay này. Trước đó, chiếc máy bay duy nhất thuộc dòng này đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công của Nga vào sân bay Hostomel gần thủ đô Kiev của Ukraine. Đây là những gì còn sót lại của chiếc AN-225 Maria, trong tiếng Ukraine có nghĩa là giấc mơ. Buồn không thể tả. Tôi mới nhận ra rằng cách đây đúng 2 tháng, tôi đã đi chuyến công tác cuối cùng trên chiếc Maria. Trước đó, giám đốc điều hành hãng hàng không Antonov đã đề xuất thành lập một quỹ quốc tế để phục hồi chiếc AN-225 Maria bằng hình thức này hay hình thức khác. Tuy nhiên, sự phục hồi dường như là một viễn cảnh viển vông dựa trên những gì còn lại của chiếc máy bay. AN-225 có khả năng chở tới 250 tấn, vận chuyển hàng hóa quá khổ và nắm giữ 240 kỷ lục thế giới. Việc chiếc vận tải cơ bị phá hủy có thể đã đặt dấu chấm hết cho dòng phi cơ khổng lồ này. Nhà hát Mikhailovsky ở thành phố Saint Petersburg là một trong những nhà hát nổi tiếng nhất ở nước Nga, thu hút nhiều nghệ sĩ nước ngoài tới biểu diễn. Tuy nhiên, mới đây, ban giám đốc nhà hát cho biết đơn vị phải vô cùng nỗ lực mới có thể duy trì hoạt động trong hơn một tháng qua. Giám đốc nghệ thuật Vladimir Kekman cho biết, từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, thì các nghệ sĩ đã bắt đầu rời đi, trong đó có cả nghệ sĩ người Nga và công dân nước ngoài. Trong số những người rời khỏi Nga, không có ai là nghỉ việc hẳn, họ chỉ xin nghỉ phép tạm thời. Thực tế là một số ít nghệ sĩ đã bắt đầu quay trở lại để biểu diễn. Chúng tôi vẫn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và không có ý định tạm ngưng. Trong thời đại nào thì nghệ thuật vẫn phải phục vụ, truyền cảm hứng và mang niềm hy vọng đến cho con người.
Ban giám đốc cũng như các nghệ sĩ hy vọng tình hình này sẽ sớm được cải thiện để họ có thể tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật, mang đến những tác phẩm chất lượng cho khán giả. Năm nay, tháng lễ Ramadan của cộng đồng người Hồi giáo khắp thế giới bắt đầu vào ngày 2 tháng 4 hoặc 3 tháng 4 tùy vị trí địa lý. Tình hình thế giới đang có nhiều biến động khiến cho cách tổ chức đón lễ cũng có sự khác biệt ở từng quốc gia. Thánh địa Mecca của Ả Rập Xê Út năm nay chứng kiến nhiều người đổ về Đại Thánh Đường hơn mọi năm. Họ hy vọng sẽ có thể tổ chức tháng Ramadan đầy đủ hơn sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cùng với sự chuẩn bị cho mùa World Cup cuối năm nay, tháng lễ Ramadan dường như sôi nổi hơn tại Qatar. Sự kiện Ramadan năm nay thật khác biệt, không giống với năm ngoái. Năm nay chúng tôi được ra đường vui chơi và tụ tập vì các biện pháp giãn cách đã được nới lỏng. Còn tại Ukraine, xung đột không khiến tín đồ Hồi giáo nước này tạm ngưng tháng lễ Ramadan. Tối ngày 2 tháng 4, tại thủ đô Kiev, cộng đồng người Hồi giáo đã cùng nhau quây quần thưởng thức buổi tiệc sau nghi thức nhịn ăn truyền thống của lễ Ramadan. Các hoạt động để kỷ niệm tháng lễ Ramadan của hơn 2 tỷ người Hồi giáo trên khắp thế giới cũng đang diễn ra tại nhiều nước khác như Ấn Độ, Indonesia. Đám đông khổng lồ đã tụ tập tại các con phố phía nam thành phố Mumbai để chào đón lễ hội Gudi Padwa đánh dấu năm mới tại bang miền Tây Ấn Độ Maharashtra. Đây cũng là lần đầu tiên sau 2 năm sự kiện này được tổ chức mà không còn bất kỳ hạn chế nào liên quan đến dịch bệnh. Những đám rước là điểm nhấn của lễ hội, vũ công, ca sĩ, các tay trống và nhất là những phụ nữ trong trang phục truyền thống đầy màu sắc chạy xe máy. Chúng tôi dậy sớm, cúng dường, cầu nguyện và làm một đám rước vòng quanh thành phố. Chúng tôi đến từ Maharashtra và ăn mừng năm mới theo đúng văn hóa với các trang phục truyền thống. Lễ Gudi Padwa được cộng đồng Marathi và Konkani ăn mừng nhộn nhịp vào ngày đầu năm mới địa phương. Trong đó, Padwa có nghĩa là ngày đầu tiên năm âm lịch, còn Gudi mang ý nghĩa lá cờ của đấng sáng tạo Brahma. Gudi có biểu tượng là một chiếc bình bạc hoặc đồng gắn trên đầu một thanh tre, trang trí thêm một mảnh vải rồi kết bằng hoa, lá và dựng ngoài nhà. Ở những dịp quan trọng như thế này, không thể thiếu các món ăn truyền thống như bánh mì Puranpoli làm từ sữa chua. Liên hoan sân khấu Iberia châu Mỹ lần thứ 17 vừa được khai mạc vào cuối tuần qua với 30 vở diễn tại 16 nhà hát trên khắp thủ đô Bogota của Colombia. Đáng chú ý là vở diễn mang tên Victus do các cựu thành viên lực lượng dân quân cánh tả biểu diễn. Victus mang mục tiêu hòa giải cho những cuộc xung đột kéo dài suốt 6 thập kỷ qua tại Colombia. Một dự án độc nhất vô nhị, quy tụ các nghệ sĩ biểu diễn là cựu dân quân và cả những nạn nhân trong các cuộc xung đột. Cựu dân quân, bán vũ trang, quân nhân và cả nạn nhân là dân thường cùng nhau kể lại câu chuyện phản ánh không chỉ là một sự thật duy nhất mà bao gồm rất nhiều sự thật. Victus tái tạo sợi dây đoàn kết xã hội vốn bị phá vỡ qua xung đột vũ trang. Nó giúp chúng tôi cứu vớt lại những ký ức mà mình từng sống qua trong những năm tháng chiến tranh ấy. Liên hoan sân khấu Iberia châu Mỹ là một trong những lễ hội nghệ thuật biểu diễn lớn nhất trên toàn thế giới. Trong 17 ngày, Bogota trở thành một thành phố nhà hát chính hiệu với các cuộc diễu hành đầy màu sắc, những màn trình diễn âm nhạc, xiếc, múa rối, kịch cầm. Liên hoan được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1988, nhân dịp kỷ niệm 450 năm ngày thành lập thành phố Bogota. Rất đông cư dân thành phố Toronto, Canada đã tham gia cuộc thi đấu gối vào thứ Bảy ngày 2 tháng 4 để hưởng ứng lễ hội đấu gối quốc tế. Đây là lần đầu tiên Toronto tổ chức lại sự kiện này kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19. Theo quy định, người tham gia chỉ được sử dụng gối mềm cũng như không được dùng lực quá mạnh trong khi thi đấu. Lễ hội đấu gối quốc tế được tổ chức lần đầu vào tháng 3 năm 2008, được biến tấu từ một trò chơi phổ biến của trẻ em. Ngày nay, sự kiện thu hút đông đảo người tham gia vì tính chất đánh nhau không đau, giúp giải tỏa căng thẳng và đem lại tiếng cười. Từ nay đến giữa tháng 4, người dân ở nhiều thành phố lớn khác trên thế giới cũng sẽ lao vào chiến đấu với vũ khí là những chiếc gối. Thưa quý vị, sáng nay, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, nơi phát hiện một nam thanh niên tử vong nghi bị sát hại. Theo đó, sáng sớm cùng ngày, người dân đi tảo mộ trong khu nghĩa trang Triệu Châu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, phát hiện một nam thanh niên nằm chết trong nghĩa trang. Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa hiện trường lấy lời khai nhân chứng. Tại hiện trường, nạn nhân mặc bộ quần áo đá bóng, trên cổ có vết thương, cách thi thể khoảng 10 mét có một đôi giày đá bóng, một đôi dép, một canh nhựa và một cái hộp quẹt. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Định Trọng Nghĩa, sinh năm 1999, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Tối qua trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một vụ tai nạn giữa hai xe máy khiến một người tử vong và hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, hai chị Nguyễn Thị Nguyên Trang và Nguyễn Nhật Thùy Nguyên cùng ngụ Bình Thuận là chị em dâu chở nhau trên xe máy chạy trên quốc lộ 1. Khi chiếc xe chuyển hướng qua đường thì va chạm với xe máy do anh Đặng Minh Khoa, cũng là dân địa phương điều khiển, lưu thông cùng chiều. Sau va chạm, hai chiếc xe máy văng ra giữa đường, ba nạn nhân bị thương được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng chị Trang đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sáng nay, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Lê Thị Thình và Lê Xuân Phương cùng ngụ thành phố Buôn Ma Thuột về hành vi đánh ghen, cưỡng đoạt tài sản. Theo hồ sơ điều tra, khoảng tháng 12 năm 2021, Lê Thị Thìn nghi chồng mình là ông H có quan hệ yêu đương với bà T. Sau đó, Thìn thuê Trần Công Hải theo dõi chồng với tiền công là 30 triệu đồng. Hải thuê lại Lê Xuân Phương với giá 15 triệu đồng. Ngày 19 tháng 3, phát hiện ông H và bà T đến một nhà nghỉ ở phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Phương cùng đồng bọn là Nguyễn Thanh Hoàng kéo đến bắt quả tang. Tại đây, Phương hành hung bà T. Sau đó, các đối tượng ép bà T phải viết giấy và nhận trả số tiền 120 triệu đồng là chi phí mà Thìn đã thuê người theo dõi. Đồng thời, ép bà T và ông H cởi quần áo lên giường nằm để nhóm người này quay video. Sự việc sau đó được bà T trình báo đến cơ quan công an. Khoảng 10 giờ ngày 22 tháng 3, tại quán cà phê Vị Đắng, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, khi Phương cùng hai đồng bọn nhận tiền của bà T, thì cả nhóm bị công an bắt giữ. Sáng nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một kho vải trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, hơn 6 giờ sáng nay, người dân phát hiện cháy bên trong kho bãi chứa vải nằm trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa bùng phát mạnh và lan rộng, khiến công tác chữa cháy tại chỗ bất thành. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Hóc Môn đã đến hiện trường. Do xung quanh đám cháy là nhà dân nên lính cứu hỏa chia ra nhiều hướng để dập lửa. Các máy bơm phải hút nước trực tiếp từ kênh rạch gần đó để chữa cháy. Đến hơn 11 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, nhưng lực lượng chức năng tiếp tục phun nước để ngăn lửa bùng phát trở lại. Lực lượng chức năng cũng điều hai xe cuốc đến cào xới các khối vải bên trong kho bãi lên để phun nước dập lửa. Vụ cháy làm phần lớn mái che kho bãi đổ sập, một xe tải và nhiều tài sản bị hư hại. Ngoài ra, nhà dân xung quanh cũng bị cháy xém. Một vụ cháy đã xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng nay tại công ty sản xuất sơn của Đài Loan nằm trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 16 xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau hơn 1 giờ nỗ lực khống chế, đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhà xưởng của công ty bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Đêm qua, tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã chặn giữ 10 xe máy phân khối lớn nẹt bô gây náo loạn đường phố. Vào khoảng 22 giờ, tổ công tác phát hiện một đoàn xe máy phân khối lớn nẹt bô gầm rú ga di chuyển trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ theo hướng cầu Nhật Tân vào trung tâm thành phố. Khi phát hiện lực lượng chức năng, đoàn xe tăng tốc bỏ chạy. Tuy nhiên, tổ công tác đã bố trí cán bộ chốt chặn, dừng kiểm tra 10 xe. Các quái xế khai nhận tổ chức đi xe phân khối lớn, độ pô và quay TikTok, chụp ảnh đăng tải lên mạng. Hoạt động này thường diễn ra vào cuối tuần. Hiện tổ công tác đã bàn giao các đối tượng và phương tiện cho Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ tiếp tục xử lý theo quy định. Hôm qua, hàng chục ngàn người đã đến thủ đô Praha của Cộng hòa Séc để tham gia giải chạy bộ bán marathon Praha trong thời tiết lạnh giá trái mùa. Hơn 11.000 vận động viên đã tụ họp trên đường phố thủ đô Praha. Nhiệt độ lạnh bất thường đã gây không ít khó khăn cho các vận động viên. Kết quả, hai vận động viên người Kenya đã giành chiến thắng. Ở nội dung nam, Kenneth Biprop Renju đã hoàn thành chặng đua 21,1 km trong 59 phút 28 giây, còn Nesfin Jebletin đã cán đích trong 1 giờ 9 phút 26 giây ở chặng đua dành cho nữ. Giải chạy bộ bán Marathon Praha được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999. Trong lịch sử hơn 20 năm của giải đấu, Kenya là quốc gia có nhiều vận động viên về đích nhanh nhất. Bơi vòng quanh một hòn đảo ở Địa Trung Hải với chặng đường dài 280 cây số, đây là điều mà anh Julien Merven, một người Pháp sống tại đảo Sip, đang thực hiện vì mục đích nhân đạo. Ở tuổi 40, Julien Merven đang theo đuổi giấc mơ hành động vì sinh thái và nhân đạo. Thế nên người đàn ông này dấn thân vào một thử thách với sự giúp đỡ từ một hiệp hội từ thiện chuyên đấu tranh chống đói nghèo và phân biệt đối xử. Ban đầu ý tưởng chỉ là thuần thể thao, bơi vòng quanh đảo Sip.
Nhưng rồi tôi muốn thử thách cá nhân này cũng giúp ích cho người khác. Theo lịch trình, anh sẽ bơi 280 cây số từ Pomos đến Finicudes từ ngày 2 đến ngày 30 tháng 4 tới. Mỗi ngày bơi từ 10 đến 12 cây số, tương đương 4 đến 5 tiếng bơi. Trên người anh kéo theo một tấm ván chèo chở theo thức ăn, nước uống, điện thoại và những thiết bị an toàn. Thông tin cập nhật chiều nay, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công hàng chục mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm 2 tháng 4. Còn theo chính quyền địa phương, quân đội Nga đã triển khai nhiều cuộc tấn công vào thành phố Odessa vào sáng ngày 3 tháng 4 theo giờ địa phương. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công 51 địa điểm quân sự của Ukraine trong đêm, trong đó có sở chỉ huy, bệ phóng hệ thống tên lửa đất đối không OSA-AKM, kho tên lửa và hàng chục đồn phòng thủ. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng nhiều tên lửa phóng từ trên biển và trên không để phá hủy một nhà máy lọc dầu và 3 kho chứa nhiên liệu gần Odessa. Điều này trùng khớp với thông báo của Hội đồng thành phố Odessa khi ghi nhận nhiều vụ tấn công bằng tên lửa trong sáng nay. Rạng sáng ngày 3 tháng 4 theo giờ địa phương đã xảy ra vụ nổ tại một hộp đêm ở thủ đô Baku của Azerbaijan, khiến hàng chục người thương vong. Bộ Nội vụ Azerbaijan cho biết vụ nổ xảy ra ở hộp đêm Location Baku lúc khoảng 3 giờ sáng, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 31 người bị thương, trong đó có một số nạn nhân bị thương nặng. Bộ Y tế nước này cho biết 24 người đã nhập viện, hầu hết trong số này bị phỏng. Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân có thể là do rò rỉ khí ga. Vụ nổ còn làm hư hại nặng nhiều phương tiện và nhà ở gần đó. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Chiều nay, hàng trăm quái xế đã bất chấp nguy hiểm dàn hàng ngang trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để bốc đầu nẹp bô so kè tốc độ. Cuộc so kè này diễn ra vào khoảng 13:30 khiến nhiều người đi xe máy hoảng sợ, phải điều khiển xe nép vào lề đường. Nhóm đua ngang nhiên dàn hàng ngang trên đường, không cho ô tô vượt lên. Được biết, tình trạng đua xe thường xuyên diễn ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cũng đã tăng cường tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tham gia đua xe. Thế nhưng tình trạng đua xe trái phép vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.